Bạn có biết vì thế màu xanh lá cây bằng thực phẩm mà bạn thường mang đến từ đâu không? Đúng vậy, chính là từ những viên đá này. Hãy xem vật liệu này. Duy Anh tự nhiên có thể thấy vị trí mất da của nó đã chuyển sang màu đen. Chúng ta nhấn đèn lên xem nhé. Bạn có thể thấy nó màu xanh lá cây. Đây là mộc thủy. Mộc thủy được chia thành hai loại, một loại màu xanh lam và một loại màu xanh lá. Bạn biết đấy, khi màu sắc đạt đến một nồng độ nhất định, nó sẽ chuyển sang màu đen, không còn là màu xanh lá nữa. Nhưng nếu chất lượng đủ tốt, giá của nó cũng rất đắt. Đây là ngọc thô đa mạ can, màu sắc của nó có thể được nhìn thấy dưới ánh sáng tự nhiên. Nhưng nó không đạt đến cấp băng xanh lá. Tuy màu sắc đủ rồi, nhưng nước của nó không đủ. Đây là vật liệu mốc xi sư. Vỏ da có thể nhìn thấy rất chặt. Vỏ da chặt có nghĩa là gì? Nghĩa là thô của nó đủ da. Dưới ánh sáng tự nhiên, nhìn ở đây cũng có thể nhìn thấy màu đen. Có thể các bạn có thể nghĩ rằng nó hơi giống vật liệu đầu tiên, nhưng chúng không giống nhau. Đây là màu nền, nồng độ màu nhẹ hơn mộc thủy. Vì vậy, nó vẫn còn là xanh lá cây. Nếu màu xanh đạt cấp bằng, làm hàng cũng rất đẹp. Đây cũng là một viên mộc thủy. Bạn có thể thấy bằng mắt thường rằng bề mặt của nó trên tốt hơn dưới, bởi vì bên này vỏ da của nó chặt chẽ, bên này vỏ da lỏng lẻo. Vỏ da chặt bên này chắc chắn hóa mộc, mặt lỏng lẻo của vỏ da chúng sẽ kém hơn. Cho nên nói, ngành công nghiệp mộc bích này thực sự là một khó kiến thức lớn. Đây là một viên hình hoa trắng, nó đã được mài ra hết rồi. Có thể thấy nó là một viên đầy màu sắc, là nếp sáp. Chúng và màu của nó cũng khá tốt rồi, nhưng đầu nước của nó vẫn không đủ. Tại sao khiến màu xanh lá cây băng lại khó khăn như vậy? Bởi vì màu xanh lá cây băng có yêu cầu rất cao về độ trong của nó, nhưng có viên đá trong đủ lạnh vậy đó. Nói nhiều như vậy, đã nói xong chưa? Làm sao có thể nói xong được? Mộc bích có rất nhiều kiến thức cần phải nói. Sao? Anh muốn học à? Anh có muốn học không? Muốn học? Muốn học thì để em dạy anh. Em phải trả tiền công học cho anh. Em dạy anh còn phải trả tiền nữa. Cái gì? Tại em hiểu có chút vấn đề.